cho các em đến với phần hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp khối 9. Hình thức kiểm tra. Học sinh sẽ làm bài thực hành theo nhóm. Thời gian giáo viên đưa yêu cầu và hướng dẫn học sinh là tuần 8 và thời gian học sinh nộp bài là tuần 10. Nội dung thực hiện: vẽ bản tuyên truyền về hành vi giao tiếp ứng xử tích cực trong học đường. Gợi ý: có thể là poster trang trí trên giấy A3 thể hiện nội dung, sưu tầm câu ca dao, tục ngữ thể hiện hành vi giao tiếp ứng xử tích cực, hoặc chọn vẽ chủ đề thể hiện hành vi giao tiếp ứng xử tích cực trong nhà trường. Các em có thể tham khảo một số quy tắc ứng xử của học sinh với thầy cô, với bạn bè. Sản phẩm đạt yêu cầu là bản tuyên truyền được trình bày và trang trí hoàn chỉnh, đúng nội dung, có tính thẩm mỹ, an toàn và vệ sinh. Chúc các em hoàn thành bài tốt.